Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội FC là câu lạc bộ được chiêu mộ nhiều ngoại binh nhất, bởi câu lạc bộ này đại diện cho Việt Nam thi đấu AFC Champions League mùa này. Theo quy định của AFC, các câu lạc bộ sẽ được phép sử dụng tới 5 ngoại binh và một cầu thủ châu Á trong những trận đấu ở AFC Champions League. Vậy nên, Hà Nội FC đã tận dụng tối đa quy định này để chiêu mộ lần lượt Kion, tiền đạo Mrzaev, Zeptovic, Macau, tiền vệ Brandon Wilson và mới nhất là trung vệ Damian Letanlek. Sau đây là chi tiết từng ngoại binh cho cả nhà được rõ nhé. Đầu tiên là tiền đạo Kion Hernison. Kion sinh năm 1990, cao 1m84. Đây là cầu thủ người Brazil đã có nhiều năm thi đấu ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan và Malaysia. Anh chuyển đến Hà Nội FC vào hồi cuối tháng 6 năm 2023. Kion có lối chơi khá dũng mãnh và đa năng. Anh có thể di chuyển rộng và cũng sở hữu khả năng săn bàn trong vòng cấm địa khá tốt. Tuy nhiên tuổi tác là một điểm đáng lo ngại bởi anh đã bước sang tuổi 33, còn già hơn cả Lucao, cầu thủ bị Hà Nội FC thanh lý hợp đồng trước đó. Thứ hai là ngoại binh Mrzaev. Milan Mrzaev là tân binh thứ hai gia nhập Hà Nội FC sau tiền đạo Kion, cùng vào thời gian cuối tháng 6 năm 2023. Anh sinh năm 1990, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Cầu thủ này là thành viên đội tuyển Kyrgyzstan từ năm 2009 cho tới nay. Sau 14 năm, chân sút này có 59 lần ra sân và ghi được 16 bàn thắng cho đội tuyển. Ở cấp độ câu lạc bộ, Mrzaev đã 3 lần lên ngôi tại giải vô địch quốc gia Kyrgyzstan vào các năm 2007, 2008 và 2009 và hiện được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 175.000 euro, tương đương gần 4,5 tỷ đồng. Ngoại binh thứ ba Zeptovic. Sau Kion và Mrzaev, Hà Nội FC tiếp tục bổ sung hỏa lực cho hàng công khi ký hợp đồng với tiền đạo cánh người Serbia, Milan Zeptovic. Trên trang chủ, Hà Nội FC thông báo, Milan Zeptovic chính thức đầu quân cho đội bóng thủ đô, cùng chiếc áo số 33 có thời hạn 1 năm. Trong số các tân binh nói trên, Milan Zeptovic chính là người có hồ sơ khủng nhất. Tiền đạo cánh 30 tuổi này đã khoác áo 8 câu lạc bộ ở châu Âu trước khi cập bến Hà Nội FC. Không những vậy, Milan Zeptovic từng chơi cho Rosenborg, sau đó Belgrade, APOL Nicosia và có cơ hội thi đấu ở các cúp châu Âu, bao gồm cả Champions League. Trước khi đến Hà Nội FC, Milan Zeptovic là cầu thủ của OBK thi đấu ở giải vô địch quốc gia Na Uy, Eliteserien. Mùa giải năm ngoái, Zeptovic là một trong những tiền đạo cánh hay nhất Eliteserien khi ghi 10 bàn và kiến tạo 3 bàn sau 29 trận. Ở mùa giải hiện tại, tiền đạo này cũng kịp ghi 5 bàn và kiến tạo 1 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường. Chi tiết thỏa thuận giữa các bên không được tiết lộ, nhưng Hà Nội FC nhiều khả năng phải trả một khoản tiền lớn trong thương vụ này, bởi lẽ Zeptovic còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2024 với OBK. Trên chuyên trang Transfermarkt, tiền đạo người Serbia được định giá 400.000 euro, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Ngoại binh thứ 4 Macau. Macau Silva sinh năm 1991 và khoác lên mình chiếc áo số 77 tại Hà Nội FC. Macau là ngoại binh duy nhất từ đầu mùa giải mà Hà Nội giữ lại. Hai người đồng hương Lucao và William đã phải khăn gói ra đi dò không đáp ứng được vấn đề chuyên môn của ban lãnh đạo. Trước khi đến Hà Nội, Macau Silva đã có một sự nghiệp đáng chú ý tại quê nhà Brazil, thi đấu cho nhiều đội bóng lớn như Botafogo và Cuiabá FC. Anh cũng đã có thời gian chơi bóng tại châu Á khi khoác áo câu lạc bộ Emirates ở giải vô địch quốc gia UAE. Để có được chữ ký của Macau Silva, Hà Nội FC đã phải đưa ra một khoản tiền lên đến 300.000 euro, tương đương khoảng 7 tỷ đồng cho một bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Ngoại binh thứ 5 tiền vệ Brandon Wilson. Brandon Wilson năm nay 26 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ ECU Dundan Up của Australia trước khi được đội ngũ tuyển trạch cầu thủ trẻ Burnley để ý. Năm 2013, Brandon Wilson gia nhập U18 Burnley và có 3 năm tận hưởng bầu không khí đỉnh cao của các giải đấu trẻ xứ sở sương mù. Chuyến phiêu lưu khép lại vào năm 2016, sau đó Brandon Wilson trở về quê nhà gia nhập đội bóng Perth Glory. Mùa giải 2020, cầu thủ sinh năm 1997 có nhiều trải nghiệm quý báu ở đấu trường AFC Champions League với 4 trận đá chính. Được biết, để sở hữu chữ ký của Brandon Wilson, Hà Nội FC đã phải chi ra số tiền lót tay và mức lương không hề thấp. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tiền vệ phòng ngự cao 1m85 này hiện được định giá 150.000 euro, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng. Ngoại binh thứ 6 là Damien Letanlek. Letanlek là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp, anh sinh ngày 19 tháng 4 năm 1990. Letanlek sở hữu một bản lý lịch rất nổi bật. Cầu thủ sinh năm 1990, từng thi đấu cho U17, U18 và U19 của Pháp.
Anh khởi đầu tại hai lò đào tạo bóng đá nổi tiếng tại Pháp là Le Havre và Rennes. Giai đoạn từ 2009 đến 2011, cầu thủ đá cả hai vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự này sang thi đấu cho Dortmund. Dù chỉ tham gia vỏn vẹn 4 trận đấu nhưng Damien Le Tan Lec vẫn cùng Dortmund vô địch Bundesliga mùa 2010-2011. Damien Tan Lec cũng từng phiêu lưu tới các câu lạc bộ Nantes của Pháp, Hevela của Ukraine, Mazovia của Nga, sau đó Belgrade của Serbia, Montpellier của Pháp, AEK Athens của Hy Lạp, Torpedo Moscow của Nga trước khi đặt chân đến Hà Nội FC. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019, cũng là thời điểm Tan Lec được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá cao nhất, lên đến 4 triệu euro, hơn 103 tỷ đồng. Quả là một con số khủng. Cả nhà có đánh giá thế nào về dàn ngoại binh của Hà Nội FC này không? Hãy để lại bình luận của mình ở phía dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi tình hình chuyển nhượng của các câu lạc bộ nhé.